những hình ảnh này tôi muốn giữ để làm kỷ niệm thôi nha cả nhà. Mẹ tôi năm nay 96 tuổi, đúng chuẩn là một người mẹ quê suốt đời lam lũ. Bây giờ mặc dù đã lớn tuổi, con cái đã lớn hết rồi, nhưng mà mẹ tôi mỗi ngày vẫn đi ra ngoài vườn để làm cỏ vậy nè các bạn. Làm được chút xíu, làm được chỗ này thì chỗ kia mọc lên, nhưng bà không có chịu nghỉ, vẫn cứ ra ngoài vườn rồi ngồi làm vậy đó. Những hình ảnh này tôi muốn giữ lại để làm kỷ niệm sau này cho con cái nhìn ha các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.